Dương Mịch là diễn viên hàng đầu lứa Tiểu Hoa 85 của Cbiz sánh ngang Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệc Phi. Năm vừa qua, Dương Mịch gây chú ý khi tái xuất màn ảnh với Cảm ơn bác sĩ và Định luật 80 trên 20 của tình yêu. Giữa lúc tên tuổi của Dương Mịch phủ sóng mạng xã hội với hội yêu Tiểu Hồng Nương, nữ diễn viên bất ngờ được netizen phong tặng danh hiệu ngôi sao giàu mỡ nhất Cbiz. Cụ thể, vào ngày 15 tháng 5, chủ đề 2 từ dầu mỡ phù hợp nhất với sao nữ nào đang đứng top 1 hot search Weibo bảng giải trí. Ở phần bình luận, cái tên Dương Mịch đứng đầu với hơn 52.000 lượt tương tác. Trong năm vừa qua, Dương Mịch nhiều lần bị chỉ trích diễn xuất dầu mỡ với màn thể hiện trong định luật 80 trên 20 của tình yêu, đóng cùng hứa khải. Thậm chí, Dương Mịch còn bị mỉa mai đã hết thời không còn phù hợp để đóng cặp với diễn viên kém tuổi. Xếp sau Dương Mịch là Tạ Na với 29.000 lượt đồng ý, Triệu Lộ Tư với 22.000 lượt và Ngô tư Hân là 21.000 lượt. Bên cạnh đó, những sao nữ được nhắc đến nhiều bao gồm Trời Đồng Vũ, Lưu Đào, Lưu Diều Phi. Theo đó, đa phần công chúng đồng ý rằng Dương Mịch đúng là xuống phong độ so với những gì mà cô từng thể hiện trong quá khứ. Bên cạnh đó, thì vị trí của giàn diễn viên còn lại cũng nhận được sự đồng thuận của nhiều người dùng mạng xã hội. Ngoài ra, khán giả cũng bổ sung một số ý kiến khác vào danh sách như là Triệu Lệ Dĩnh, Bạch Lộc, Cúc Thịnh Y. Vào cuối tuần vừa qua, thì dàn Mỹ nhân Cbiz như Triều Lệ Dĩnh, Andre Baby, Cô Lực Na Chat đã có màn đổ bộ tại loạt sự kiện nhãn hàng. Điều khiến netizen bất ngờ nhất đó chính là nhan sắc xinh đẹp của Cô Lực Na Chat đã leo lên hot shot, chiếm luôn cả spotlight của Triều Lệ Dĩnh lẫn Andre Baby. Netizen dành lời khen ngợi cho vẻ ngoài tự nhiên xinh như búp bê của nàng mỹ nữ Tân Cương. Bên cạnh đó thì cô lực Na đi dự sự kiện nhưng lại thu hút được rất nhiều người tới ngắm và ủng hộ mỹ nữ. Coi qua loạt ảnh chụp từ hoạt động này mà cảm giác như Na đang đi học fan vậy. Trong khi đó, thì màn xuất hiện của Triệu Lệ Dĩnh và An Baby cũng khá lặng lẽ. Triệu Lệ Dĩnh hôm qua diện bộ đầm màu bạc lấp lánh trạng thái của nữ diễn viên khá tốt. Cô nàng còn khoe chiếc Instagram mới lập, đồng thời đăng tải tấm hình đầu tiên lên trang mạng xã hội này. Ăn cho baby thì có vẻ ít quan tâm nhất bởi loạt ảnh trong buổi livestream của nữ diễn viên không được các blogger chia sẻ quá nhiều. Hôm qua thì An J. Baby diện chiếc đầm đen cô nàng trang điểm nhẹ, mái tóc cầu kỳ để khoe nét đẹp trẻ trung nhưng không tới. Tuy An J. Baby vẫn rất rạng rỡ nhưng theo nhiều người thì nhan sắc đợt này của nữ diễn viên không được xuất sắc. Buổi công diễn đầu tiên của tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 14 đã chính thức khép lại. Chipu, Ella, Ngô Thiến và Trương Giang Nghê đã làm Cnet phải lụi tim vì sân khấu si tình. Sau khi lên sóng, si tình leo top hot search được khen là quá đẹp và quá ngọt ngào. Chẳng thế mà màn trình diễn này đã giành điểm cao nhất trong buổi công diễn đầu tiên. Chipu cũng nhận thêm được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng xứ chung. Các bạn có nhận xét như thế nào về những thông tin trên? Đừng quên comment phía dưới video này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin kế tiếp.